Rồi, em chào mấy anh chị, cô chú nha. Giờ em sẽ làm clip chia sẻ cho mình cách đổ cái chậu tròn 73 mới ra ha. Tròn 73 hàng Việt Nam sản xuất. Đó, đây là tròn 73 này mấy anh chị. Thì hàng Việt Nam thì bây giờ có tròn 60, tròn 86. Và bây giờ mới ra thêm mẫu tròn 73. Thì mẫu tròn 73 này thì mấy anh chị coi là clip báo giá, em có báo chi tiết kích thước rồi giá cả ha. Rồi xịt nhớt cái kỳ. Thì bây giờ hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị đổ, chia sẻ anh chị đổ. Thì nó có cái lòng trong chân hơi đặc biệt xíu, đổ úp, nên là em làm clip hướng dẫn mình đổ ha. Kệ nó đi, để chậu đi. Thì chậu này có kích thước là 73, phủ bì là 73, lọt lòng là 65 nha mấy anh chị. Cao chậu là 34, sâu lòng ở trong á là 31. Cái chân này là cao 17. Đó, một số thông tin. Còn giá của nó là 2,9 triệu, bao ship tặng một lon sơn. Đó, anh chị mua thì vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình cho em. Còn clip này là em hướng dẫn đổ thôi. Thì sẵn thì em nói luôn, thì cái tròn tròn Việt Nam bây giờ thì nó có hàng tròn 60, tròn 60, tròn 73 và tròn 86. Tròn 60 là 2,1 triệu luôn chân, tròn 73 này là 2,9 triệu luôn chân, còn tròn 86 là 3,7 triệu luôn chân. Đó, hiện tại Việt Nam có 3 mẫu tròn, tất cả đều là hoa văn mai hóa rồng hết nha mấy anh chị. Nhựa ABS, hàng Việt Nam sản xuất, bên anh Công CNC sản xuất, nhựa thì dày dặn. Thì công đoạn đầu tiên trong quá trình đúc thì mình phải phun nhớt luôn nha mấy anh chị. Đó, mình phun nhớt vô, phun đều vô, lòng trong hết. Clip này em sẽ làm kỹ một xíu, tại vì cái chân này nó hơi khó bắt. Em phải làm hướng dẫn cho mấy anh chị biết cách bắt, chứ không về nó cứng quá, nhiều khi bắt không được ha. Còn mấy kia thì nó bình thường hết, chỉ có cái chân này nó hơi cứng một xíu. Cái độ khít khuôn nó khá là cao nên nó hơi cứng. Cái lòng trong này nó vẫn chưa hoàn thiện lắm, đạt tầm khoảng 95% thôi. Nó hơi cứng, ốc vẫn còn cứng. Nhưng mà xài ok, không có vấn đề gì đâu, ngon lành. Thì em làm clip thực tế đổi với anh chị luôn á. Rồi bắt cái chân này nè anh chị, cái chân này nó hơi khó bắt. Thì mình phải mở một cạnh ra nè. Thì em hướng dẫn nha, xài bằng kềm nha, cái ốc mới nó cũng cứng. Đó, mở một cạnh ra. Rồi, cho chân vô. Lật ngược nó lại. Lật ngược nó lại. Rồi, xiết cái góc kia vô. Xiết cái góc kia vô, đừng có kéo lên. Quay qua đây, quay cái góc nó qua đây. Đó, mấy anh phải mở cái cạnh này cho nó hở ra nè, mới bỏ cái lòng trong vô nó mới khớp. Đừng có ấn quá nó bị chồi kia xuống. Đừng có kéo quá, đừng có kéo quá nó chồi kia xuống kìa. Đè bên đó. Ừ. Xiếp một con giữ bên kia cũng được mà. Đó, anh chị quặn lại, bỏ lòng trong vô quặn lại. Xong bây giờ mình phải bắt cái ở trên này trước nè, bắt cái vòng tròn ở trên này trước. Đè xuống nha anh chị. Đó, anh chị đè xuống. Quặn bên đầu nhỏ, rồi đó, đè xuống quặn lên. Quặn về đập nó không có khớp. Kéo nó lên, vừa quặn vừa kéo nó lên á. Nó đâu thể nào lên được như vừa ruột xe đâu mà. Kéo nó lên. Mày để vậy là nó chết cứng vậy luôn, hiểu không? Không, làm vậy hư lỗ ốc hết. Không, đừng làm vậy hư lỗ ốc hết. Làm vậy lâu ngày nó giòn hư lỗ ốc hết. Nó kéo nó lên rồi vừa quặn qua thôi. Này phải chịu khó bắt, nhưng mà nó làm từ từ nha mấy anh. Mấy anh cứ bắt vòng ở trên này hết đi, xíu nữa mới bắt ngược lại. Chưa mà, mấy lỗ cái bắt đều hết đi, sao bắt một con bỏ một con vậy cha. Từ từ thôi, làm gì gấp chứ. Trừ lương mày đâu mà gấp chứ. Tăng lương là xong luôn á. Tăng lương là mai nghỉ luôn á. Đó, quặn đều hết rồi. Cái này đổ úp nha mấy anh, đổ úp đáy nha. Lại không cần để cái xô ở giữa nữa. Nó tiết kiệm xi măng nữa. Thiết kế chỗ này tiết kiệm xi măng, với lại có lỗ sẵn, lỗ thoát nước bự luôn cho cái chân luôn. Đó, xong rồi mấy anh bắt lật ngược lại, mấy anh bắt mấy cạnh vô thôi. Bắt mấy cạnh này chứ nè.
bắt giữ lại hết đi. Rồi giờ đơn giản là anh cứ quặng ốc bình thường vô thôi đó, xài kềm thôi, tại khuôn này nó hơi khít, hơi cứng thì mình phải xài kềm thôi. Mình đổ xong á, mình tháo ra mình mới biết độ hoàn thiện khuôn nó cỡ nào thôi, còn bắt này thì nó cũng chưa đánh giá được gì hết á. Đó, mấy anh đổ vô bốn cái chân này nè, đó úp. Có như anh kêu đổ vô này không bỏ sắt được, cần gì bỏ sắt, đổ cái này không cần bỏ sắt. Mấy anh cứ đổ tỷ lệ có đá mi vô cho em, đổ kiểu bê tông á chứ đừng đổ kiểu vữa. Đổ kiểu bê tông á có đá xi măng, cát, đá, đá mi vô cứng ngắt luôn á. Mấy anh tưới dưỡng vô mốt nó chết rồi, nó cứng ngắt luôn á, cứng hơn bỏ sắt nữa. Bỏ sắt là áp dụng mấy công trình kia rồi, công trình xây dựng rồi, còn bỏ vô đây nó cũng không có tác dụng gì nhiều lắm. Rồi giờ bắt lại vậy thôi mấy anh. Thì cái này công đoạn bắt cái chân này nó hơi khó, thì em quay kỹ kỹ cho mình xíu, thì khi mình làm mình biết cách làm thôi, chứ còn đổ thì nó cũng đơn giản. Thì bên em đổ, em nói tỷ lệ hồi mấy anh luôn ha, bên em hay đổ là tỷ lệ là một xi măng, một cát, một đá mi. Còn mấy anh có thể đổ tỷ lệ là một xi măng, một rưỡi cát, một rưỡi đá mi nha. Còn em là em hay đổ tỷ lệ đó, thì em đổ trong mát không à, với lại em hay tưới dưỡng nên em đổ tỷ lệ đó thì không có sợ nứt. Còn mấy anh đổ tỷ lệ đó, mấy anh đổ ngoài trời có nắng là nó nứt đó nha mấy anh, có nắng có gió là nó nứt dữ lắm á, thì mấy anh phải chịu khó tưới dưỡng á. Còn em đổ đây em có mái che được hết rồi, mà nó không có sợ. Với lại mùa nắng mùa mưa thì mấy anh cũng lưu ý ha, ví dụ mùa nắng thì mình đổ lỏng lỏng ra xíu, còn mùa mưa thì mình đổ sệt sệt xíu, nó không có công thức chung. Tại mùa mưa mà mấy anh đổ nước nhiều quá, lỏng quá thì nó lâu khô. Còn mùa nắng mà anh đổ đặc quá nó bị ngót, nó nhanh khô quá nó bị ngót á, đổ xong nó bị ngót, nó bị nứt, nó bị răng rồi tùm lum hết á. Đó là công thức, thì mấy anh cứ chọn sệt sệt như cháo vậy. Thì cứ lưu ý, mình lưu ý là trời nắng thì mình chọn lỏng hơn bình thường một xíu, lỏng hơn trời mưa một xíu thôi. Rồi mấy cái đó thì xịt nhớt hết rồi bắt lại rồi chọn hồ rồi đổ thôi mấy anh. Chọn hồ thì lưu ý chọn bằng máy mấy anh, có máy chọn thì càng tốt, thì chọn càng kỹ nó càng mịn. Rồi chọn hồ xong giờ đổ vô nha mấy anh. Cái này mấy anh đổ nửa chậu hẳn dằn lòng trong nha mấy anh, không là mo đáy mốt để nó mo lên kỳ lắm. Đây cái chân này đổ ngược vậy nè mấy anh, đổ dưới nè, đổ vô mấy cái chân của nó. Đổ tầm gần nửa cái đó hẳn dằn đi thôi, dằn sớm quá muốn nó mò đáy hết, mò đáy để vô xoay vòng tròn được luôn. Nó bị võng đáy, nó võng đáy xuống đó mấy anh, võng đáy xuống đó muốn xoay để lên đế xoay vòng tròn được luôn. Tào lao lắm. Cỏ chân kìa, chân này kín ghê nè mấy anh, cái chân kín rồi không, không có thấy xì rồi luôn không, nên là nó hơi cứng, khi mấy anh bắt ốc nó hơi cứng, độ khít nó cao nó cứng. Đó, không xì ra luôn mấy anh không, đổ đáy kiểu này mà nó kín vậy nó không xì ra thì nó láng lắm, giống mấy khuôn silicone á, mấy anh đổ nó láng lắm, do nó không bị xì ra ngoài, xì mấy nước xì ra ngoài nhiều. Đó, cái này nó bị xì ngay lỗ ốc xíu luôn đó, ít lắm, nói chung là hạn chế lắm, khuôn khá là khít á. Bên này cũng vậy nè, bên này khuôn chưa gõ nhiều nhưng mà nó cũng khá là khít. Nói chung mấy cái khuôn Việt Nam sản xuất là khít lắm. Từ từ kìa ơi, nửa cái bỏ cát nha. Gõ gõ tí, gõ gõ bên kỳ nữa nè. Cái đó đợi xíu thì châm thêm vô chân. Rồi kìa, tới chừng nó trào lên bứt tay không nội. Đó, cái chân xong rồi đó. Cái này là lòng trong tròn 70 nè mấy anh, lấy trọng hồ nè. Lượng hồ nó cũng không nhiều lắm. Cứ bao trước đi, nó chào thì hai bao. Đè quá nó mò đáy chết. Cứ hai bao đi rồi, hai bao nó cũng xi nhê đâu mà. Cái 70 cũng tầm hai bao đúng không? 70 một bao. Bỏ vô đi, còn nhiều mà mày. Hồi gõ nó chào lên luôn á. Nhớ gõ đều nha mấy anh. Mới nửa cái mà đổ lên cao nhiều khi nó bứt lên luôn. Lúc đó là ơi thằng kia nổ ni lông vô luôn. Chặt
bê tông cốt ni lông rồi. Mấy cái? 12 cái hả? 12 cát, 12 đá, 12 si mà còn dư mà đúng không? Dư nhiều. Chắc tầm 8 cát, 8 đá, 8 si. Thì cái chậu này, chậu 73 này nếu mà đổ ra bán chắc cũng phải tầm rơi vào tầm khoảng sơn xong luôn, chắc khoảng rơi vào tầm 500 ngàn. 500 được á. 5-600 gì đó mà. Tùy cát, tùy đá, tùy xi măng vùng mấy anh nha. Chứ cát vùng của em là 550 một khối á. Nên là mấy anh đừng có so theo giá ngoài Bắc nha, ngoài Bắc giá cát rẻ lắm, giá cát với đá là rẻ lắm. Còn giá cát ở chỗ em là 550 một khối nha. Ờ nó chào lên rồi thấy không? Nó cao rồi thấy không? Thêm bao nữa. Từ từ kìa. Giá cát chỗ em 550 một khối, đá mi bữa mua nhiêu quên ta. 450 phải không? 450 500 gì rồi đó mấy anh. Xi măng hình như bây giờ là cũng 100 mấy rồi đó. 105 ngàn một bao nha mấy anh. Đó cái vùng em giá đó thì bán cao là bình thường, sơn xong bán cao là bình thường. Giá sơn nó cũng lên rồi, đó là sơn xong bán cao là bình thường ha. 5-600 là bình thường á. Còn ngoài vùng ngoài Bắc em nghe giá cát cũng rẻ lắm, nghe mấy anh nói hình như có 250 khối. 250 300 gì khối. Xi măng cũng rẻ. Nói chung tùy vùng thì mấy anh cân đối vật tư mà mấy anh báo giá thôi. Thì lâu lâu cũng có mấy anh hỏi em cái giá chậu nó bao nhiêu thì em báo sơ sơ mấy anh, không chính xác được, tùy vùng. Ở đây nếu như em á bán cái chậu này luôn chân á, sơn xong xuôi hết luôn á, 500 ngàn đó, xe lôi khách tự trả, xe ha, xe khách tự trả đó. Rồi xong rồi hả, gõ đều hết rồi hả? Rồi ok xong rồi đó. Còn dư không, dư nhiều không? Dư gần nửa luôn, tầm ra khoảng 6 sẹn cát, 6 sẹn đá, 6 sẹn si à, đó tầm cỡ đó, còn dư gần nửa mà. Rồi ok mấy anh ha. Thì hôm nay em làm clip hướng dẫn cho mấy anh nào chưa biết cái cách đổ của cái chậu này thôi. Chậu này là chậu tròn 73 hàng Việt Nam nha, nhựa ABS Việt Nam nha. Rồi anh nào cần mua khuôn thì vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp em. Tầm ngày mai mốt thì nó khôn sẽ tháo ra rồi em quay cách tháo luôn cho mấy anh coi. Cho mấy anh tham khảo tường tận hết. Thì bên em lúc nào cũng làm clip ha, báo giá, clip đổ, clip tháo và clip sơn. Sơn này nhiều clip lắm. Nên là em sẽ làm chi tiết từng cái cho mấy anh ha. Có gì theo dõi kênh đó mấy anh. Và em cảm ơn mọi người theo dõi video này của em nha. Em chào mấy anh chị nha. Nay em sẽ tháo cái chậu tròn 73 này cho mấy anh chị coi hoa văn và coi như cái cách tháo chân của nó nha mấy anh chị. Kỳ ráp cái kia đổ đi để một tí tháo được. Ráp cái 58 này đổ ha. Cái này là bộ tròn 73 nha mấy anh chị, hàng Việt Nam, nhựa ABS Việt Nam sản xuất nè. Bữa mới báo giá đó. Em cũng đổ rồi, nay em sẽ tháo cho mấy anh chị ha. Cái chân của nó đổ ngược ha, cái chân của nó khác với mấy cái tròn 60 và tròn 86, hơi ngộ ngộ. Cái này tháo một mảnh ra xong rồi lấy lòng trong chân ra trước đi, để nghiêng cái đấy rồi. Xong xíu mình gõ cái lòng trong nó ra, chở lên bao cát nằm đi. Không phải nói cho nó nghiêng trên một cát á, nghiêng mình gõ nó mới dễ. Đây là cái chân của cái tròn 73 nha mấy anh. Tròn 73 là có kích thước phụ bì 63, đem xịt qua bên kia kìa, xịt qua bên kia gõ đi, ồn quá. Tròn 73 này nó có kích thước phụ bì là 73 nha mấy anh. Lọt lòng của nó như còn tầm khoảng 65 á, mấy anh coi lại clip báo giá giúp em nha. Em không nhớ kích thước rõ lắm. Thì cái chậu này em cũng làm clip báo giá nè, clip đúc thử nè, một clip tháo chậu nè, một clip sơn. Đó là mấy anh chị muốn mua khuôn nào thì mấy anh chị cứ search đúng cái tên của nó. Ví dụ mấy anh chị muốn mua tròn 73 này đi, mấy anh chị lên YouTube ha, YouTube á mấy anh chị. Mấy anh chị tìm báo giá khuôn chậu tròn 73 mà nó ra. Đó là mình coi thôi. Tháo một mảnh ra trước thôi. Để cho nó tháo ốc bớt rồi mấy anh chị, lâu lắm. Tháo một mảnh ra rồi. Rồi đứng nó dậy rồi. Cái cạnh đó nó có lú rồi không? Lú. Lú rồi gõ ra. Đó. Còn trong này cũng dễ lấy lắm á. Mình tháo một mảnh xong mình gõ ra thôi. Đó. Rồi giờ để lên một cái thì tháo qua mảnh kia. Kinh sao bể đi đổ lại.
Em làm clip em để 2 ngày rồi, cứng lắm. Còn mấy anh làm 24 tiếng, mấy anh tháo cẩn thận nha. Láng không? Độ ngược này nó láng hơn, với lại cái chân tròn này nó hay láng lắm, chứ nó không phải như chân quỳ lục giác. Chân quỳ lục giác nó độ khó láng lắm. Nó có mẫu mới rồi đó, nhưng mà ít người xài quá, em chưa có nhập. Láng ngon. Bóng hay đê? Bóng luôn hả? Đó, láng ngon luôn rồi mấy. Mịn luôn á. Tính ra thiết kế kiểu này ngon ha. Láng ngon luôn. Rồi để nó tháo hết đi mà. Nó tháo hết. Rồi xíu để lên em quay sát cho. Lấy lòng trong nha. Lấy lòng trong thì lấy mấy nén khí bắn lên nha. Ở nhà không có máy nén khí thì mình lấy sớm nha. Cảnh sạc máy nén khí cái yếu hơi cũng không lên rồi. Mà anh ở nhà mình canh á, mình lấy sớm cũng được mà. Lấy sớm rồi mình làm miệng luôn cũng đẹp lắm. Để khô lấy cũng được, lấy khô lấy hơi khó nha. Khô nó yêu cầu kỹ thuật xíu. Rồi giờ mình lấy đáy ra. Tính ra cái chân này thiết kế gì ít xi, ít hao xi. Với lại cái lỗ giữa nó thoát nước đồ được, đỡ phải làm lỗ. Với lại nhiều khi cái đáy nó bị mo, mấy anh để lên á, nó lọt vô lỗ luôn, nên là nó không bị mo. Cũng hay. Nói chung cải tiến này hay mà. Với lại độ kiểu này nó láng nữa mà, láng mịn luôn. Hoa văn thì nó y như mẫu 60, mẫu 86 rồi mấy anh ha. Mà hoa văn là mai hoa rồng thôi. Bộ này thì có mỗi cái chân là nó cải tiến và nó lạ nhất thôi. Còn kích thước thì nhỏ hơn cái 86, 73. Bây giờ có là 60, 73, 86. 3 mẫu, hàng Việt Nam cho mấy anh lựa chọn. Hai ngày rồi sợ gì. Đó, mịn ha. Khá là mịn lắm nha. Thì nó khô rồi á, nó có chỗ khô chỗ ướt á, mình cảm thấy nó hơi răng răng thì nó khô. Nó mịn lắm. Đây kích thước của nó nè mấy anh. 73 nè, cao 34 nè, lọt lòng 65 nè, cao 31 nè. Đó, nguyên bộ luôn, chân này là 2.9 đó mấy anh. Bao ship tặng Long Sơn, nguyên bộ khuôn này nè. Chắc bữa nào vô hè đi, vô hè em gom mớ khuôn nhiều nhiều em thanh lý cho mấy anh ha. Chứ dạo này làm clip cũng ít mẫu á, không có mẫu mới nhiều. Nên ít làm clip. Bữa nào em gom mớ lâu lâu em thanh lý cho mấy anh vui. Rồi để nó tháo hết mấy anh ha. Cái này nó cũng không có gì quan trọng đó, cũng dễ tháo thôi. Thì em quay sơ sơ qua thôi, để xíu để lên em quay tổng thể với anh coi thôi. Chỉnh chỉnh cái chân lại kìa, chỉnh lại vuông góc với camera nè. Cái mặt dơ á, méo rồi. Rồi đừng có để bập bên, đừng để bập bên, xịt lui đi. Bên để lên bể chân, để cho nó bằng bằng vô. Đó. Rồi chỉnh chậu lên đi. Được rồi, tương đối thôi. Chỉnh chắc tới tối luôn á. Câu giờ kì. Đừng chơi chuyện câu giờ tao nha. Ngồi chỉnh tới chiều luôn. Lo đi đổ chậu kìa, đừng chơi chuyện câu giờ tao nha. Rồi để lên rồi mấy. Xịt quan kỳ vô tới á. Xịt quan kỳ. Xịt quan kỳ đi. Của anh mà sao nữa lên tới trước xíu, canh đi, tự canh đi. Rồi. Không bị mo đúng không? Làm cái lỗ này là không, cái chân này không bị mo đúng không? Ngon hơn. 60 86 đổ cái 60 hay bị 86 nó cũng hơi cứng cứng đấy mà. Còn cái chân này cải tiến rồi mà. Đây mấy anh, bỏ lên chân ha. Thì cái chậu nó có chỗ khô và có chỗ chưa khô.
Anh nhìn nó hơi kỳ kỳ chứ nó ướt hết là nhìn nó mịn lắm anh, láng o luôn á. Anh nhìn cái chân là biết rồi, nó mịn nè. Mịn như da em bé. Đây, tròn 73 nha mấy anh ha. Hoa mai hóa rồng ha. Luôn chân quỳ, luôn chân bệ của nó đó. Đó, đôn tròn. Này khuôn nhựa ABS này Việt Nam sản xuất nha mấy anh. Thì bữa em hướng dẫn đổ rồi đó, thì hôm nay em tháo cho anh coi nè. Cái chân này đổ ngược nên nó láng lắm. Sắc nét ha. Cái bộ này em đánh giá là khá là ngon lắm nha. Bộ này do cải tiến cái chân, thứ nhất là cải tiến cái chân nó láng nên là ok lắm. Là kích thước này là kích thước thay cho 70 Trung Quốc, thay cho tròn 70 Trung Quốc. Là nhựa Việt Nam thì dày dặn. Bộ này nó nằm ở tầm 65, lọt lòng tầm 65 thì nó phù hợp trồng cho mấy cây nhỏ vừa vừa. Nên là bộ này khá là hot lắm nha. Còn 86 thì nó to rồi, còn 60 thì nó hơi nhỏ. Còn bộ này là vừa đó nha, cân đối. Bộ 60 là tròn 60 giống như thay cho tròn 50 Trung Quốc vậy đó. Rồi ok, em cảm ơn mấy anh theo dõi video này của em nha. Anh nào cần mua khuôn chậu hoặc sơn chậu kiển, vui lòng liên hệ hai số điện thoại trên màn hình giúp em nha.